Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Những điều cấm kỵ khi ăn thịt gà. Những điều cấm kỵ cần chú ý khi ăn thịt gà. Thịt gà là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên không phải ai cũng nên ăn và không phải thực phẩm nào cũng ăn cùng được. Trong đông y, thịt gà vị ngọt, tính ấm, có tác dụng ôn trung ích khí, bổ tinh tủy. Thịt gà rất bổ dưỡng, thường được dùng cho các trường hợp gầy yếu, sút cân, suy kiệt, đầy bụng không tiêu, ăn kém, tiêu chảy, lị, phù nề, tiểu dắt, đái tháo đường. Tuy nhiên, bạn cần nên lưu ý những điều dưới đây. Một, những thứ không nên ăn chung với thịt gà: tỏi, rau cải và hành sống. Ăn thịt gà không nên ăn chung với tỏi, rau cải và hành sống vì thịt gà tính cam ôn, trong khi tỏi cực nóng và hành lại tính hàn, có thể tác động làm rối loạn tiêu hóa, sinh ra các triệu chứng đau bụng, kiết lỵ. Mặc dù về hương vị, tỏi và hành lá cũng thường được kết hợp cùng gà nhưng cũng cần hạn chế ăn nhiều. Muối vừng và rau thơm. Thịt gà kiêng muối vừng, muối mè và rau thơm bởi ăn gà cùng muối vừng và kinh giới có thể gây ảnh hưởng đến khí huyết, sinh ra các triệu chứng ù tai, hoa mắt, chóng mặt, run tay chân. Thịt gà thuộc về phong mộc, muối vừng, rau thơm sẽ động đến can phong mà sinh ra chứng chóng mặt, run rẩy cả người. Trị chóng mặt, nấu nước cam thảo uống sẽ khỏi. Cá chép. Thịt gà kiêng với cá chép vì thịt gà tính can ôn, cá chép tính cam hàn, nếu ăn sinh ra nhiều mụn nhọt, nếu mắc phải mụn nhọt do ăn thịt gà nấu nước đậu đen uống sẽ khỏi. Rau kinh giới, thịt gà kiêng ăn với rau kinh giới vì thịt gà tính cam ôn thuộc phong, còn kinh giới tân tán, cay nóng, nếu kết hợp ăn với nhau sẽ sinh ra chứng phong ngứa. Những đối tượng không nên ăn thịt gà: người đang có vết thương hở mới xăm mình không nên ăn gà bởi có thể gây ra sẹo lồi hoặc gây sậm màu da mới về sau. Bệnh nhân xơ gan, có dấu hiệu về gan nên hạn chế ăn thịt gà do thịt gà tính nóng có thể khiến giảm nhiệt ở gan làm bệnh tình ngày càng nặng. Bị viêm khớp, các chứng bệnh về khớp cũng không nên ăn thịt gà. Thuốc kháng viêm có thể gây ra phản ứng không tốt đối với thịt gà. Ăn thịt gà không tốt cho người bị bệnh sỏi thận, protein trong thịt gà sẽ khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên và hình thành các loại sỏi trong thận. Người cao huyết áp không nên ăn nhiều thịt gà do có chứa một lượng lớn chất béo gây bão hòa, tạo ra nhiều tác hại đến sức khỏe và tăng cao huyết áp hơn. Chúc các bạn khỏe mạnh với thịt gà. 30 điều kiêng kỵ trong ngày Tết bạn nên biết để tránh. Người Việt quan niệm những ngày đầu năm mới nếu gặp những điều tốt thì sẽ may mắn cả năm và ngược lại. Xuất phát từ quan niệm đó nên từ xưa trong dân gian có rất nhiều kiêng kỵ trong năm mới. Dưới đây là 30 điều kiêng kỵ trong ngày Tết bạn nên biết và tránh nhé. 1. Không quét nhà vào ngày mùng 1. Trước Tết, các gia đình đều quét dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng nên vào ngày Tết không cần dọn dẹp nữa. Những ngày đầu năm, các gia đình đều cương quét nhà bởi theo quan niệm nếu quét nhà là sẽ hất tài lộc ra khỏi cửa. 2. Không đổ rác ngày mùng 1. Phong tục này xuất phát từ câu chuyện của người Trung Quốc. Chuyện kể rằng ngày xưa có một người lái buôn được thủy thần tặng một nàng hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ khi có nàng hầu này về nhà, ông ta bỗng trở nên giàu có. Đến một năm đúng ngày mùng 1 Tết, Như Nguyệt mắc lỗi bị ông chủ đánh đập, mắng nhiếc thậm tệ, nên nàng tủi thân biến vào đống rác. Người lái buôn không biết mang rác đổ đi. Từ đấy ông ta trở lại nghèo khó nên người Việt Nam quan niệm nếu đổ rác ngày mùng 1 thì cũng hết tài lộc của gia đình. 3. Không cho lửa đầu năm. Lửa tượng trưng cho đỏ, cho sự may mắn nên vào những đầu năm, mọi người đều kiêng kỵ cho lửa người khác. 4. Không cho nước đầu năm. Nước là một trong những nguyên tố khởi nguyên của vũ trụ nên người Việt Nam quan niệm nước tượng trưng cho sự sinh sôi, tiền vào như nước. Hình ảnh nước đầy ấm áp tượng trưng cho sự may mắn, sinh sôi, mát lành. 5. Không đi chúc Tết sáng mùng 1. Người Việt Nam thường tránh đi chúc Tết sáng đầu năm vì không muốn xông đất nhà người khác. Với người Việt Nam, người xông đất rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả gia đình trong một năm. Ngày mùng 1 Tết, người Việt Nam thường chỉ đi thăm họ hàng, người thân. 6. Không làm đổ vỡ đồ dùng. Người Việt Nam quan niệm đổ vỡ đồ dùng trong nhà như bát đĩa, ấm chén, gương trong ngày đầu năm báo hiệu cho sự chia lìa, đổ vỡ nên rất kiêng kỵ. 7. Không tranh cãi bất hòa. Vào những ngày Tết, mọi người thường cố giữ hòa khí, không tranh cãi, gắt gỏng dù có khó chịu đến thế nào. Người lớn tránh quát mắng, trẻ con không khóc lóc để giữ cho hòa khí một năm luôn vui vẻ, hòa thuận.
8. Không mặc quần áo màu đen, trắng. Với người Việt Nam, màu đen, trắng tượng trưng cho sự tam tóc nên vào ngày Tết thường tránh mặc quần áo nhiều màu đen hoặc trắng. Những ngày Tết, mọi người thường mặc quần áo nhiều màu sắc, tươi trẻ để mong muốn một năm mới may mắn, vui vẻ. 9. Không vay mượn đầu năm. Ngày đầu năm đều tránh cho vay, đi vay, đòi nợ hay trả nợ. Vì theo quan niệm, nếu đi vay thì cả năm sẽ túng thiếu, cùng quẫn, còn cho vay thì tiền bạc phân tán, không được may mắn, phát đạt. 10. Không xuất hành ngày mồng 5. Ngày mồng 5 là ngày Nguyệt Kỵ, người Việt thường không xuất hành đầu năm vào ngày này. Dân gian có câu mùng 5 14 23, đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn. Người Việt tin rằng mùng 5 không thích hợp cho các cuộc du xuân lấy lộc. 11. Kiêng để tang vào ngày mùng 1. Ngày mùng 1 là ngày vui của tất cả mọi người, nên những nhà nào có tang sẽ được cất khăn tang trong vòng 3 ngày. Nếu có người mất đúng vào ngày mùng 1 thì gia chủ sẽ không phát khăn tang ngay mà để sang sáng mùng 2. Còn nếu nhà có người mất vào ngày 30 thì gia chủ thường thực hiện tang lễ trong ngày hôm đó, tránh để sang ngày mùng 1. Những gia đình có tang tránh đi chúc Tết, thăm hỏi người khác. 12. Kiêng nói những điều xui. Những phát ngôn đầu năm sẽ có ảnh hưởng đến những chuyện sẽ xảy ra trong năm. Vì vậy, bạn đừng nên nói những từ xui xẻo như chết mất hay tiêu rồi, hỏng rồi. Đó là những từ không may mắn. Thay vào đó, bạn nên nói chuyện với mọi người bằng những từ ngữ dễ chịu, vui vẻ và những câu mang lại may mắn không chỉ cho bản thân mà cho cả người xung quanh mình. 13. Kiêng treo tranh xui. Không treo những bức tranh như đánh ghen, đi kiện. Treo những bức tranh tượng trưng cho sự may mắn, sinh sôi, phát đạt. 14. Kiêng ăn món xui. Ngày đầu năm, người Việt không ăn những món như thịt vịt, cá mè, thịt chó, vì theo quan niệm đó là những món ăn không tốt cho năm mới. Ngoài ra, một số vùng không ăn tôm vì sợ đi giật lùi như tôm. Nếu ăn trong ngày Tết, công việc sang năm sẽ lùi chứ không thể tiến tới. 15. Kiêng mua đồ xui. Dân gian có câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Mua gì đầu năm cũng là một việc rất quan trọng bởi nó là món hàng đầu tiên gia chủ mang về nhà. Món hàng mua đầu năm được coi là mua để lấy hên, lấy lộc bởi của mua là của được. Món hàng này mang nhiều ý nghĩa tâm linh hơn thực dụng. Đầu năm kiêng mua dao, thớt, chày, cối. Người ta hay mua muối ngay sáng sớm mùng 1 với hàm ý cả năm đậm đà, ý vị. 16. Xông nhà khi không hợp tuổi. Xông nhà hay còn gọi là xông đất, đây là phong tục tập quán lâu đời của người Việt. Nếu như có một người khách đầu tiên đến chúc Tết gia đình bạn trong năm mới, thì người đó chính là người xông đất cho gia đình bạn. Nếu như người đó hợp tuổi với gia đình bạn, hoặc là người luôn gặp may mắn trong cuộc sống, thì gia đình bạn sẽ có được nhiều điều may mắn trong năm mới. Vì vậy, những người nặng vía không hợp tuổi với gia chủ đừng nên đến xông nhà ngày đầu năm. Người có tang không nên xông đất nhà người khác để tránh xui xẻo. 17. Đóng cửa sẽ đón nghèo tù túng. Trong dịp Tết, trừ khi phải ra khỏi nhà đi chơi, thăm hỏi, vì theo tín ngưỡng dân gian, từ sớm mùng 1 đến trước ngày rằm tháng riêng, Ngọc Hoàng cùng chư vị thần tiên sẽ giáng phạm du lý từng nhà, và nếu đóng kín cổng, các vị coi như sự bất kính mà giận dỗi bỏ đi, và cả năm, thậm chí nhiều năm sau, gia đình sẽ không được hưởng phúc, sẽ bị đói nghèo, tù túng. 18. Tắm rửa, gội đầu, hao mòn kiến thức, phúc lành. Ở nhiều nơi trong dịp Tết thường kiêng tắm rửa, gội đầu trong ngày Tết bởi e ngại thần tướng hao mòn, kiến thức, tài năng cùng phúc lành đã có trong năm cũ bị trôi sạch. Cũng kiêng giặt giũ vào mùng 1 Tết vì nó ứng với ngày thủy bá, vị thần của sự sinh sôi, thịnh vượng, việc xả đi nhiều nước sẽ làm tổn phúc lộc. 19. Ngủ dậy muộn, gia đình bất hòa. Ngày Tết ai nấy thường đi chơi nhiều dẫn đến việc ngủ vùi dậy muộn. Tuy nhiên, kỵ khách hứa gặp mình trong phòng ngủ, nhất là ngồi lên giường của nhà vì nó dẫn tới việc phải thức khuya, bị mất các bí mật phòng the hay bất hòa, đổ vỡ hạnh phúc, hôn nhân. Cũng kỵ việc ngủ nướng vào Tết khiến đầu óc mê muội, cả năm sức khỏe suy yếu, người hay mệt mỏi, lười biếng. Vào đêm 30, trẻ em thường thức rất khuya như một lời chúc ông bà, cha mẹ sống lâu. 20. Dùng vật nhọn sắc cắt đứt lương duyên. Đầu xuân tránh dùng các vật nhọn và kỵ các vật sắc chĩa vào nhà bởi nó có sát khí, có thể cắt đứt lương duyên, vận hội, tuổi thọ của gia chủ. Để khắc phục, mọi người thường cắt bớt dao kéo đi, chỉ chừa lại cái cần dùng và treo gương bắt quái nhằm hóa giải hung tính hay dán bùa phù, đặt hình tứ linh, trấn địa, trừ tà, thu hút khí lành. 21. Ăn dở, bỏ thừa cả năm mất mùa, đói khát. Dù món ăn ngày Tết thế nào cũng tránh ăn nhè, nhả bã, bỏ phí, nếu không cả năm sẽ bị mất mùa, đói khát. Đặc biệt tránh để thừa cơm, gạo khiến sau này lấy phải người chồng, vợ bị dỗ nặng.
Tránh chống đũa vào bát gây sự chậm trễ trong công việc, thua lỗ khi buôn bán và nếu làm nghề nấu ăn thì rất ít khách. Để chữa lại việc bỏ dở ăn uống, ở các lần sau người ta thường ăn cam, dưa, xoài, đu đủ. Nhờ có màu đỏ hồng, vị ngọt thơm sẽ mang lại sự may mắn và thành công. Trẻ con thường được khuyên không ăn chân gà, tránh vết xấu như gà bới, văn phong cẩu thả lại hay gây lộn. 22. Kiêng mở tủ vào mùng 1. Dù là loại tủ gì, kể cả tủ quần áo cũng không nên mở vào ngày mùng 1 Tết, bởi việc này sẽ làm thất thoát tiền tài và vận may suốt cả năm. Vì thế, người xưa thường chuẩn bị sẵn quần áo cần mặc treo ra ngoài trước giao thừa. 23. Kiêng ăn đuôi cá. Ở miền Bắc có một số nơi cầu may năm mới bằng việc ăn cá chép, loại cá vượt vũ môn hóa rồng. Nếu ăn cá chép trong 3 ngày đầu năm mới thì trong năm đó sẽ được hanh thông trong chuyện học hành, thăng tiến. Tuy nhiên, nhằm tăng sự may mắn, người ta tránh ăn phần đuôi để luôn có dư thừa tích lũy của cải trong năm mới chứ không chỉ đủ ăn đủ mặc. 24. Kiêng trượt chân vấp ngã. Trẻ con, thanh niên thường được người có tuổi dặn dò phải đi đứng cẩn thận, ngay ngắn trong ngày Tết. Tránh trượt chân, vấp ngã vì như vậy sẽ bị rông cả năm. Trượt chân hay vấp ngã tượng trưng cho sự xui xẻo, trục trặc trong công việc. 25. Kiêng ngồi hoặc đứng trước cửa. Việc đứng hay ngồi án giữ trước cửa chính trong dịp năm mới không chỉ vô duyên mà còn được coi là hành động gây phương hại đến vượng khí gia đình. Luồng khí tốt lành của năm mới trên đường vào nhà sẽ bị chặn lại, hao tán đi khiến gia đình đó không được may mắn, thành công, hạnh phúc. 26. Kiêng vỗ vai, quàng vai người khác. Hành động thân mật, bổ bã này nếu được bạn thực hiện trong những ngày đầu năm mới thì rất có thể gây ra sự khó chịu, thậm chí phản ứng tiêu cực. Nhiều người cho rằng khi bị người khác vỗ vai, quàng vai vào dịp Tết, họ sẽ bị xui xẻo gặp chuyện buồn về tình duyên hay hạnh phúc gia đình. Thật ra, ngay cả trong những ngày bình thường, nhiều người Việt đương đại cũng tránh tối đa việc bị người khác vỗ vai hay quàng vai. 27. Kiêng chúc Tết người đang nằm ngủ. Ngày xưa đất tuy rộng nhưng không phải gia đình nào cũng có nhà to để phân ra thành phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách. Vì thế, không hiếm trường hợp khách đến nhà chúc Tết vào sáng mùng 1, thấy vẫn có người nằm ngủ do phải thức khuya vào tối giao thừa. Đã đến nhà người ta thì phải sửa lời mà chúc Tết, thế nhưng họ không chúc người đang nằm ngủ đó. Nếu không, lời chúc tốt đẹp lại bị xem như lời chủ ẻo muốn cho người ta phải nằm ly bì trên giường bệnh. Vì thế, nếu có lòng, khách phải đợi đến khi người đó ngủ dậy mới nói ra lời chúc với họ. 28. Kiêng đánh thức người khác trong ngày mùng 1 Tết. Gặp trường hợp đi chúc Tết nhà người ta muốn dành lời chúc cho người đang ngủ nhưng không thể đợi lâu, tốt nhất là vị khách nên chờ dịp khác, chứ không được đánh thức anh ta dậy. Không chỉ khách, ngay cả người nhà cũng không nên đánh thức ai trong ngày này mà phải để người ta tự dậy. Nếu không, người nằm ngủ đó sẽ phải chịu sự thúc giục của người khác trong công việc quanh năm. 29. Kiêng để cối xay gạo trống vào ngày đầu năm. Một số vùng quê Nam Bộ tin rằng việc để cối xay gạo trống đầu năm sẽ đồng nghĩa với việc thất bại, mất mùa trong năm tới. 30. Kiêng tặng quà. 7 món quà tuyệt đối không nên biếu tặng trong ngày Tết. Đồng hồ, dao, kéo, cá mực, cà phê, hạt tiêu hay mèo là những món quà tuyệt đối không nên tặng trong ngày Tết. Cuối cùng, mỗi vùng miền sẽ có những phong tục kiêng kỵ khác nhau, nhưng trên là những điều kiêng kỵ chung bạn cần biết và ghi nhớ để đón một năm mới an lành, sung túc và phát tài phát lộc. Chúc bạn và gia đình năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.